Xin chào tất cả các bạn. Buổi học ngày hôm trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn xây dựng các cái danh mục và khai báo tài sản cố định trong cái phân hệ tài sản cố định của phần mềm kế toán Fast Accounting 11. Thì buổi học ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái chức năng khác trong cái phân hệ tài sản cố định, sẽ gồm có bao gồm hướng dẫn các bạn thực hiện tính khấu hao, hướng dẫn các bạn phân bổ khấu hao. Thứ ba là hướng dẫn các bạn điều chỉnh nguyên giá của tài sản cố định. Điều chỉnh sẽ là điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm. Cái phần thứ tư sẽ là hướng dẫn các bạn điều chỉnh giá trị khấu hao. Có những tháng chúng ta cần khấu hao tăng, khấu hao giảm thì chúng ta có thể dùng điều chỉnh khấu hao. Và cái phần thứ năm đó là hướng dẫn các bạn sửa xóa tài sản cố định khi mà đã có phát sinh. Và phần cuối cùng trong video sẽ là hướng dẫn các bạn xem các báo cáo về khấu hao tài sản cố định. Bây giờ chúng ta sẽ quay vào trong phần mềm. Thì phần thứ nhất đó là tính khấu hao tài sản cố định. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái phân hệ tài sản đây, chúng ta sẽ thấy cái mục là tính khấu hao tài sản cố định. Thì cái thao tác để tính khấu hao tài sản cố định này thì đó là chúng ta sẽ chọn cái thời gian năm, chọn kỳ đến kỳ đó. Ví dụ như chúng ta tính cần tính khấu hao từ kỳ nào đến kỳ nào, chúng ta sẽ thực hiện tính khấu hao. Tiếp theo đây là ô danh sách tài sản, và có cái phần F11 ở đây, tức là chúng ta nếu mà chúng ta cần sẽ phải lựa chọn cái tài sản cố định để tính khấu hao. Ấn F11. Khi mà lên F11 thì chương trình sẽ lên danh sách những cái tài sản cố định mà chúng ta đã cập nhật. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng con chuột để tích, để đánh dấu cái tài sản cố định cần phải tính khấu hao. Hoặc chúng ta có thể sử dụng cái phím Ctrl A để đánh dấu tất cả. Ctrl A ở màn hình này, các bạn ấn dấu Ctrl A để đánh dấu tất cả, hoặc Ctrl U để bỏ đánh dấu đi. Đấy. Với cái trường hợp mà chúng ta đánh dấu cần tính khấu hao tài sản cố định của tất cả các cái danh mục tài sản thì chúng ta sẽ sử dụng Ctrl A để đánh dấu. Đấy. Sau đó thì nhấn nút nhận. Đó. Kỳ này thì sẽ tương ứng là từng tháng. Ví dụ từ kỳ đến kỳ là ta cần tính khấu hao từ tháng 1 đến tháng 5 thì sẽ chọn từ kỳ đến kỳ. Đó. Và chọn danh sách tài sản cần tính với cái phím là F11 ở trên mặt phím. Các bạn ấn phím F11 thì nó sẽ ra. Sau đó chúng ta nhấn nút nhận. Sẽ thông báo đã thực hiện xong và sẽ xuất hiện một cái màn hình về tính khấu hao. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái dữ liệu, ví dụ tôi cập nhật là cái thời gian bắt đầu tính khấu hao là mùng 1/4. Vậy thì chương trình sẽ tính khấu hao cho chúng ta này. Đó, chỉ còn lại là chỉ đã khấu hao. Đấy, với những cái thông tin tính khấu hao là sao. Đó. Đó. Thì cái thao tác thứ nhất là cái thao tác tính khấu hao. Các bạn chỉ có lưu ý nhất là cái phím F11, đấy là lựa chọn các cái tài sản cố định cần tính khấu hao. Sang cái phần thứ hai, đấy là hướng dẫn phân bổ khấu hao. Thì sau khi chúng ta đã tính khấu hao xong, thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái bút toán gọi là phân bổ khấu hao. Mình như các bạn đã biết là với tài sản cố định thì cuối tháng chúng ta sẽ phải thực hiện thao tác tính khấu hao và sau đó thực hiện cái thao tác là phân bổ khấu hao để chương trình sẽ ghi nhận cái cặp hoạch toán. Lợ cho tài khoản chi phí và có cho cái tài khoản 214. Đó. Và cái cặp hoạch toán này tôi cũng sẽ nhắc lại rằng là
thông tin của cặp hoạch toán này được cũng được khai báo ở trong cái phần thông tin của mã tài sản đó. Thì như hôm trước ở cái bài mà đã hướng dẫn các bạn cập nhật thông tin tài sản thì chúng ta có hai cái trường thông tin, một là trường tài khoản chi phí, hai là trường tài khoản khấu hao. Thì hai cái cặp tài khoản hoạch toán ở đây sẽ chính là được thực hiện hoạch toán ở trong cái phần phân bổ khấu hao đó, trong cái phần phân bổ khấu hao. Thì ở cái màn hình phân bổ khấu hao thì chương trình sẽ hiển thị những cái thông tin lên cho chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn thực hiện cái bút toán phân bổ khấu hao, chúng ta sẽ nhấn vào cái vùng bút toán phân bổ khấu hao đây, rồi chúng ta nhấn vào tạo bút toán phân bổ khấu hao. Ví dụ ở đây là chúng ta sẽ ví dụ phân bổ khấu hao của tháng 4, chọn từ kỳ tháng 4 đến tháng 4, sau đó nhấn nhận. Đó. Thì cái số tiền mà phân bổ của tháng 4 của cặp hoạch toán này sẽ là 14.833.333 đồng. Thì bây giờ để tạo bút toán khấu hao, các bạn lưu ý đặc tính chung khi mà sử dụng phần mềm kế toán PAS này, toàn bộ các cái chức năng nó sẽ được hiển thị ở trên cái thanh header ở phía trên. Đó. Bây giờ chúng ta muốn tạo bút toán phân bổ thì chúng ta một là dùng con chuột là đánh dấu, hai là cũng giống như là ở cái phần mà tính phân bổ khấu hao, và tương tự là sẽ được áp dụng cho tất cả các màn hình khác. Khi mà có cần phải có ô đánh dấu thì các bạn sẽ dùng phím Ctrl cộng A. Đấy, Ctrl cộng A thì chúng ta đánh dấu, và Ctrl U để bỏ đánh dấu. Vậy thì ở đây chúng ta tích vào đánh dấu, hoặc là nếu mà chưa tích vào đánh dấu mà nhấn vào ô thì bây giờ chương trình nó cũng sẽ xuất hiện cái câu phải đánh dấu trước khi thực hiện chức năng này. Đó. Thì chúng ta sẽ chính là ô đánh dấu ô này. Bây giờ chúng ta phải đánh dấu, sau đó nhấn vào ô tạo bút toán. Khi mình nhấn vào ô tạo bút toán thì chương trình sẽ xuất hiện trường thông tin là quyển chứng từ và số chứng từ. Đó. Và diễn giải của bút toán phân bổ thì nội dung của diễn giải bút toán phân bổ khấu hao là các bạn sẽ cần cập nhật cái nội dung mà chúng ta mong muốn diễn giải ở trên form chứng từ vào. Đó. Là cái gì thì chúng ta sẽ cập nhật nội dung cái diễn giải vào đây. Đó. Ví dụ tôi diễn giải là phân bổ khấu hao của tháng 4. Đó. Phân bổ khấu hao tài sản quyết định tháng 4 năm 2023. Sau đó chúng ta nhấn vào nhận. Thì chương trình thông báo là chương trình đã thực hiện xong. Khi mà đã chúng ta thực hiện xong cái bút toán phân bổ khấu hao thì khi đó số chi tiết của các đầu tài khoản 642 và 214 chúng ta sẽ có phát sinh. Đấy. Số chi tiết của 642 và 214 là chúng ta sẽ có phát sinh với cái số tiền của phân bổ khấu hao tháng. Đó. Chúng ta có thể quay thử vào xem số chi tiết nào. Tập vào đi. Số kế toán. Số chi tiết, tôi xem 642 đi. Thời gian xem từ tháng 4 đi. Nhận. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là vậy là trên số chi tiết của chúng ta đã có cái cặp hoạch toán và nội dung diễn giải theo cái nội dung mà chúng ta đã cập nhật ở phần phân bổ khấu hao. Đó. Với số tiền là đã được thực hiện ở trong cái phần phân bổ của tài sản cố định. Ok, vậy là trong cái phần tạo bút toán phân bổ khấu hao sẽ có những cái lưu ý sau. Thứ nhất là tạo, là chúng ta nhấn vào tạo. Thứ hai, nếu chúng ta muốn xóa cái bút toán đi, tức là bây giờ
có những cái điều chỉnh tài sản hoặc là gì đó, có những thay đổi gì đó mà các bạn cần xóa cái bút toán này đi, không muốn xuất hiện cái bút toán 642214 trên sổ chi tiết nữa, thì chúng ta lại làm thao tác tương tự, cũng đánh dấu và nhấn đó. Khi nhấn xóa bút toán, chương trình sẽ hỏi có chắc chắn xóa bút toán hay không. Chúng ta chọn cộng, chương trình sẽ thông báo và chương trình đã thực hiện xong. Đó. Khi thực hiện xong bút toán này thì các bạn lưu ý, tại vì sẽ có rất nhiều các bạn kế toán thắc mắc là tôi đã nhấn xóa bút toán rồi, nhưng mà trong cái phần tạo bút toán phân bổ khấu hao này của tôi vẫn nhìn thấy bút toán này. Đó. Thì các bạn hiểu, khi mà chúng ta nhấn xóa bút toán phân bổ khấu hao vậy, thì bản chất là khi đó chương trình sẽ xóa cái bút toán, xóa cái cặp hoạch toán nợ cho 642 có cho 214 ở trên sổ chi tiết này đi. Nên bây giờ chúng ta nhấn vào làm mới là sẽ xóa, mà sẽ không còn nhìn thấy bút toán này nữa. Đó. Các bạn hiểu chưa nào? Đó. Vậy là khi mà chúng ta thực hiện thao tác xóa bút toán thì ở đây các bạn được hiểu rằng là chương trình sẽ xóa cái cặp hoạch toán tài khoản chi phí và tài khoản khấu hao ở trong sổ chi tiết của chúng ta đi. Còn thông tin về cái bút toán phân bổ khấu hao này ở trong cái màn hình tạo bút toán là vẫn có. Đó. Nó vẫn có các bạn nhé. Nó vẫn giữ nguyên. Khi nào chúng ta tính lại phân bổ khấu hao thì lúc đấy trong cái bảng tạo bút toán này nó sẽ update mới lại cho chúng ta. Đó. Và các phím chức năng khác nó gồm có in, kết xuất, máy tính, đó thì những cái thông tin khác thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy ở trong này. Ở trong này chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái màn hình, gọi là màn hình ở phía trên là tổng số tiền và màn hình ở dưới chính là các cái trường thông tin, mã bộ phận hoạch toán, mã phí, mã dự án, số lệnh sản xuất, mã sản tận phẩm, số tiền phân bổ. Thì những cái thông tin này ở dưới màn hình dưới các bạn sẽ hiểu được rằng là ví dụ như là với các cái loại hình doanh nghiệp là xây dựng chẳng hạn, thì đương nhiên tài sản cố định của chúng ta có thể là tháng này hoặc là 10 ngày đầu của tháng chúng ta sẽ phải phân bổ cho một cái công trình, dự án công trình A, 10 ngày sau chúng ta sẽ phải phân bổ cho dự án công trình B chẳng hạn. Hoặc một cái tài sản cố định này đó, chúng ta sẽ phân bổ chi phí khấu hao về cho mã sản phẩm hay là mã dự án hay là mã bộ phận hoạch toán, tức là ở đây mã bộ phận hoạch toán gồm có các bộ phận khác để đi vào phần giá thành, để phân bổ đi vào phần giá thành. Vậy thì cái thao tác mà giúp chúng ta có thể phân bổ được khấu hao này, phân bổ khấu hao này chi tiết cho các dự án công trình hoặc là chi tiết cho các mã bộ phận hoạch toán khác nhau, thì chúng ta sẽ thực hiện ở đâu đó. Thì để làm được cái đó thì chúng ta vẫn ở trong phân hệ tài sản cố định, và ở trong bút toán khấu hao thì chúng ta sẽ có một cái mục gọi là khai báo hệ số phân bổ khấu hao. Cái việc khai báo hệ số phân bổ khấu hao này sẽ giúp cho chúng ta phân bổ nhỏ ra được cái giá trị khấu hao của một cái tài sản, đi vào chi tiết cho từng bộ phận hoạch toán hoặc là đi vào chi tiết cho các cái công trình xây dựng khác nhau. Đó, các bạn lưu ý này nhé. Để tôi cũng sẽ ví dụ năm 2024 và 2023 của tháng 4, cái mã tài sản chúng ta cần thiết lập cái hệ số này, ví dụ như là cái ô tô. Thì khai báo ở màn hình này chúng ta cũng sẽ, nó sẽ cũng tương tự như một cái danh mục, nên nó cũng sẽ có những cái ô mới sửa xóa ở đây. Chúng ta sẽ nhấn vào mới, chúng ta thao tác. Đây. Bây giờ nếu mà giả định là cái ô tô này, nhưng mà tôi sẽ phân bổ cho các cái dự án khác nhau. Đó.
chính là cái trường hệ số. Giả định rằng là tôi sẽ phân bổ cho dự án 1 với cái hệ số là 3 phần. Chúng ta sẽ gõ số 3 vào. Vẫn cái đấy. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phân bổ cho cái dự án thứ hai. Cái dự án thứ hai cục thời gian hiệu lực. Mà cái này sử dụng nhiều hơn, tôi sẽ cho hệ số nhiều hơn. Để tương tự như thế, các cái dự án khác chúng ta sẽ cập nhật xuống đây. Đúng không nào? Nếu không, chúng ta enter. Rồi, nhấn nhận. Cái dòng trống này, chúng ta không nhập tiếp. Chúng ta có thể nhấn F8 để xóa nó đi. Sau đó nhấn nhận. Đó. Vậy thì nhìn vào đây, các bạn sẽ được hiểu rằng là cái mã tài sản này trong cái tháng 4 này tôi đang muốn bổ phân bổ cái giá trị khấu hao của nó mà đi về hai cái mã dự án với cái hệ số. Và cái lưu ý cái hệ số này chúng ta cũng không phải cần tổng cộng lại là 100% nhé, hệ số 3/5 đấy, thì tức là cho cái dự án 1 là 3 phần và dự án 2 là 5 phần đó. Chương trình nó sẽ lấy là 3/8 cho cái dự án 1 và 5/8 là cho dự án 2. Đó. Chứ các bạn không cần phải cập nhật cái hệ số, ta lại cứ máy móc cập nhật 100% chẳng hạn. Tức là chỉ là cái tỷ lệ tôi muốn phân bổ cho cái dự án A, dự án B là bao nhiêu. Đó. Thì khi mà khai báo xong cái hệ số này, chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại quay trở lại với cái phần bút toán phân bổ. Khi chúng ta muốn chương trình thực hiện được cái phần phân bổ này cho chi tiết cho từng cái mã dự án công trình thì chúng ta sẽ phải lưu ý chúng ta sẽ thực hiện lại cho cái phần tính khấu hao. Đó, các bạn sẽ phải lưu ý ở đây nhé. Chúng ta sẽ phải thực hiện lại cái thao tác tính khấu hao. Sau khi các bạn làm xong cái phần tính khấu hao lại, chúng ta sẽ có một cái thao tác là phân bổ khấu hao. Đó. Đấy. Thì để khi chúng ta khai báo xong hệ số thì chúng ta sẽ phải quay về cái phần là phân bổ khấu hao để làm sao để chương trình nó sẽ bắt đầu tách cái giá trị khấu hao ra cho mình. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tổng cái giá trị khấu hao của cái ô tô này cho cái kỳ đó là 14 triệu. Thì bây giờ tôi tách ra là cho cái dự án 1 là 3 phần và dự án 2 là 5 phần. Vậy thì cái thao tác phân bổ khấu hao này, chương trình sẽ thực hiện cái việc chia cái giá trị khấu hao đó cho dự án 1 và dự án 2 theo cái tỷ lệ mà chúng ta đã khai báo. Đó, các bạn lưu ý nhé. Thế vậy là sau khi mà chúng ta đã khai báo cái hệ số phân bổ mong muốn rồi thì chúng ta sẽ vào cái phần phân bổ khấu hao để chương trình nó tách cái giá trị khấu hao được nó ra. Đó. Sau khi đã tách cái giá trị khấu hao rồi thì chúng ta mới tiếp tục quay vào cái phần là tạo bút toán phân bổ khấu hao. Khi vào trong phần này thì chương trình ở trên này sẽ tổng giá trị tiền, còn ở dưới này sẽ chính là phân bổ chi tiết. Đấy. Phân bổ chi tiết tổng tiền đó, nhưng mà cho dự án 1 là bao nhiêu, cho dự án này là bao nhiêu. Và chúng ta tích vào đánh dấu và nhấn vào tạo bút toán. Đó. Và nội dung diễn giải chúng ta cũng có thể diễn giải để xin đỡ. Thì khi chương trình thực hiện xong này, thì lúc đấy trên sổ sách
số cái của tài khoản 642 là chúng ta cũng sẽ có giá trị tiền phân bổ. Nào. Sẽ thấy là khi đó trên sổ chi tiết của chúng ta nó sẽ ra tách ra hai dòng tương ứng với dự án 1 và dự án 2. Và đương nhiên như vậy là khi mà chúng ta xem báo cáo liên quan đến chi phí cho dự án công trình thì chúng ta cũng sẽ nhìn được rằng là với công trình 1, với công trình 2 chi phí khấu hao là bao nhiêu. Ok. Vậy như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn để chúng ta có thể là phân bổ khấu hao và phân bổ trường hợp, nhất là với phân bổ chung, tức là tài sản cố định đó chúng ta chỉ cần phân bổ vào đầu chi phí chứ không cần chia tách ra cho công trình đối với những doanh nghiệp về xây dựng hoặc là đối với những doanh nghiệp về sản xuất. Chúng ta cũng không cần tách chi phí khấu hao ra cho từng bộ phận hoạch toán chẳng hạn. Đó, vậy là cả hai trường hợp khấu hao tổng thể hoặc là trường hợp khấu hao chi tiết tôi đã hướng dẫn các bạn. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều chỉnh khấu hao theo kỳ. Có một là nhiệm vụ này, khi mà chúng ta cần điều chỉnh giá trị khấu hao kỳ tăng giảm so với chương trình đã tính thì chúng ta sẽ vào mục điều chỉnh khấu hao kỳ. Chương trình nó sẽ hiển thị ra cái thông tin mà chúng ta đã tính khấu hao. Bây giờ chúng ta muốn điều chỉnh khấu hao kỳ, chúng ta sẽ vào nhấn nút sửa. Đó. Giá trị khấu hao kỳ là 14.800.000 mà tôi muốn tăng lên là 15.000.000 cho tháng đó chẳng hạn. Chúng ta có thể ghi chú cái nội dung chúng ta điều chỉnh lý do gì để nó nhận. Đó. Thì khi đó khi chúng ta điều chỉnh như này thì khi mà chúng ta điều chỉnh xong thì chúng ta cũng sẽ phải thực hiện lại những cái thao tác phân bổ khấu hao, thực hiện lại cái thao tác bút toán phân bổ khấu hao. Đó. Thì khi đó là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến khấu hao của kỳ của tháng 4 chương trình sẽ được thực hiện phân bổ theo cái giá trị khấu hao này. Thì chúng ta thì quay vào đây xem lại. Phân bổ khấu hao. Chúng ta sẽ thấy cái số tiền phân bổ sẽ là tổng là 15.000.000 này, số 15.000.000 tức là số được phân bổ khấu hao theo cái giá trị mà chúng ta điều chỉnh khấu hao tháng. Đó, các bạn lưu ý cái điều đó. Cái phần tiếp theo là hướng dẫn các bạn sửa xóa tài sản cố định. Thì rất nhiều bạn sẽ có gặp phải trường hợp dụng một cái tài sản cố định đó chúng ta đã làm thao tác rồi mà có thể có sự nhầm lẫn và chúng ta cần xóa cái tài sản cố định đó đi. Thì khi mà chúng ta đã có những cái thao tác liên quan đến phân bổ khấu hao, tính khấu hao thì các bạn sẽ thấy là nếu mà chúng ta nhấn vào xóa, chương trình nó sẽ báo là đã có phát sinh không được xóa. Đã có phát sinh không được xóa. Vậy thì để xóa được cái tài sản này thì các bạn sẽ phải hiểu rằng là chúng ta sẽ phải thực hiện xóa bỏ các cái phần bút toán đã phân bổ khấu hao đi, xóa bỏ những cái phần bút toán khấu hao đi, xóa bỏ các cái phần khai báo hệ số, rồi xóa các bút toán đã tạo khấu hao, và cuối cùng là chúng ta sẽ phải xóa cái giá trị khấu hao của cái kỳ đó đi. Thì khi mà chúng ta đã xóa hết rồi thì khi đó chương trình mới cho phép chúng ta xóa thông tin của tài sản cố định. Đó. Thì là các bạn lưu ý. Cuối cùng trong cái video là tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem các báo cáo. Thì cái việc xem báo cáo trong phần mềm FAST này sẽ rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lựa chọn vào các báo cáo cần xem. Đấy, lựa chọn vào các báo cáo cần xem. Chọn cái thời gian và những cái thông tin. Trong báo cáo FAST thì sẽ có rất nhiều những cái thông tin để chúng ta có thể lựa chọn cái điều kiện lọc.
Còn nếu mà không muốn lọc theo các điều kiện chi tiết, ví dụ như là những doanh nghiệp mà chúng ta chỉ có ít tài sản thôi, thì chúng ta sẽ có thể chọn vào đâu. Đây. Thì trong cái phần báo cáo này, nó sẽ có một cái ô gọi là màn hình lọc. Tức là nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái điều kiện lọc của cái báo cáo này, thì chúng ta sẽ nhấn vào ô màn hình lọc. Thì khi đó chương trình đã lại xuất hiện lại cái màn hình lọc để cho chúng ta cập nhật lại cái điều kiện. Còn cái làm mới thì tức là khi mà chúng ta có thay đổi, hoặc là trong một công ty có nhiều kế toán và các kế toán khác mà có làm thay đổi cái giá trị thông tin và tài sản, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào ô làm mới và chương trình nó sẽ tự load lại cái dữ liệu. Thế còn những cái thông tin in kết xuất máy tính thì nó là chung cho tất cả các cái thông tin kia rồi. Đó là tôi cũng sơ bộ lướt qua các cái báo cáo chính ở trong cái phần hệ này cho các bạn xem thôi. Nên còn sau khi mà các bạn đã thực hiện rồi, chúng ta có thể vào xem các báo cáo đầy đủ các cái mẫu báo cáo ở trong cái phần hệ báo cáo của tài sản cố định. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.